Cô Chu ơi, mẹ gọi không có nghe thấy Phạm Thùng thưa là mẹ biết Phạm Thùng trốn vô giường ngủ rồi đó cô Chu. Cô Chu nè, trời ơi, có đứa nào ngủ mà như vậy không cô Chu? Trời ơi, cái nét ngủ nè. Trời ơi, cái nét ngủ. Trời ơi, cái mắt anh hé hé ra rồi ngủ chưa? Chú nhìn có cái nét kìa, trời ơi, cô chú kìa. Ở dưới cái giường rộng á, thì anh không có nằm đâu. Anh cứ phải lên cái gối của ba đó cô chú. Trời ơi, rồi cái tướng ngủ như vậy, rồi cái mắt rồi hé hé vậy, rồi rồi sao? Mẹ mà ở ngoài nhà đó cô chú, mẹ mà gọi mấy lần mà không thấy anh chạy lại á, là mẹ biết là anh đang ngủ trong giường rồi. Đó cô chú nhìn coi, rồi cái nét nằm ngủ như vậy là sao? Cô chú nhìn coi, cái nét na kìa, trời ơi. Thiệt sự luôn đó nha. Từ hồi Phạm Thùng về nhà là hai vợ chồng có thêm nhiều chuyện để nói lắm cô chú. Hồi trước ông anh trai có mình ông anh trai thì ba mẹ chỉ ôm nựng vậy thôi à. Tại vì anh trai đâu có biết làm cái gì dễ thương đâu. Anh trai chỉ bình thường thôi à, ví dụ như anh trai muốn chạy đến ba mẹ hoặc như nào đó, còn không anh này anh ngồi đâu anh làm gì bất kể cái gì là ba mẹ cũng buồn cười, tại vì anh không có như người ta. Cô chú nhìn coi, vậy hỏi sao cả ngày là ba mẹ cứ thấy anh ngồi đâu hay làm gì là ba mẹ cũng người này là gọi người kia. Ví dụ như là chồng em á, là không có gọi là em ơi lại đây đâu, mà Nga ơi, Nga xem, ý như là Nga ơi, Nga nhìn coi Phạm Thùng xem, là hai vợ chồng chỉ trỏ nhau cả ngày vậy đó cô chú. Ví dụ mình, anh ơi, nhìn Phạm Thùng cái này kia các thứ là hai vợ chồng đó. Rồi nguyên ngày rồi hai hai đứa rồi rồi có nhiều chuyện nói về ông này lắm. Cô chú nhìn coi, cô chú nhìn coi, trời ơi, đó cái giường rộng thênh thang anh không chịu nằm, anh cứ leo lên cái gối của ba thôi, chỗ đó là gối đó là ba nằm đó cô chú, mẹ nằm cho phía trong kia, thì anh cứ phải như vậy mới chịu được. Trời ơi, cô chú ơi, mặt hàng này có nên đấu giá không cô chú? Nhà có một con heo đó cô chú, nhà này đang nuôi một con heo chứ không phải là một con chó. Chắc phải đem ra bán thôi. Đủ ký rồi. Từ khi mà Phạm Thùng về đến bây giờ là Phạm Thùng cũng tăng hơn 1 ký rồi đó cô chú. Giống này là cũng không có lớn lắm, giống Phạm Thùng là không có lớn lắm. Phạm Thùng chắc bây giờ chắc được tầm không biết 4 ký chưa ta, không biết là chắc 4 ký gì, tầm 4 ký gì đó cô chú. Nhìn ảnh nhiều lúc lông xù xỉnh ra thì là mình nghĩ là ảnh nặng, nhưng mà không phải cô chú, ảnh có tầm 4 ký thôi à. Trời ơi cô chú nhìn coi, không biết 3 ký 8 hay 4 ký đó, mẹ lâu rồi mẹ cũng không cầm, mẹ không để ý, ảnh có tầm đó thôi à. Thôi mặt hàng này tôi đem đi bán thôi, tôi đem ra đấu giá thôi, mày vô mày vô. Ai mua là giá rẻ bất ngờ nha.
Cô chú ơi, mẹ nói to thế đó. Thập thùng á là khác anh trai hoàn toàn. Anh trai ví dụ như chị đang ngủ đúng không, mẹ chỉ cần đi cạnh đến gần thôi, nhúc nhích xíu thôi là anh thức dậy liền, anh nghe bước chân người ta rồi anh thập thùng đó cô chú. Thấy mẹ nói to như thế, mẹ quay nãy giờ đó mà anh cũng không thèm quan tâm, anh ngủ say như ấy vậy đó. Trời ơi cô chú coi, hỏi sao, hỏi sao lại không yêu được, hỏi sao không thương được. Trời ơi, ôi trời ơi, mẹ quay gần mẹ nói nhiều rồi, anh hé hé rồi đó, hé hé nhưng mà cũng không thức dậy đâu cô chú, ngủ tiếp à. Ôi cô chú ơi, là cô chú ơi, cô chú à, mẹ con thấy anh nằm thấy ghét quá, mẹ con quay chút xíu nha cô chú ơi. Bye bye cô chú nha. Cô chú xem video xong cô chú like, đăng ký kênh ủng hộ cho Phạm Thông nha cô chú. Cảm ơn cô chú đã xem video cho Phạm Thông. Bye bye cô chú nha.